Kế tiếp chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến là có bao nhiêu bitcoin đưa lên trên sàn dựa theo cái số lượng giao dịch thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn như bên nào mà sử dụng uh, crypto khoan thì các bạn thấy được là phần lớn những cái biểu đồ ở phía bên trên này đây các bạn có thể bấm vào uh, cái phần window để có thể là đổi qua biểu đồ đến ngày hay là đến giờ hay là tính theo cái số lốc thì các bạn thấy được là tùy theo biểu đồ như là biểu đồ liên quan tới là bao nhiêu bitcoin được đưa lên trên sàn tính theo cái số lượng giao dịch thì thuận thích nhìn vào cái biểu đồ này bằng cái Nến giờ hơn Tại vì sao? Thì vì thường muốn thấy được là cái thời điểm nào, ở cái mức giá nào Chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin được đưa lên sàn dựa theo số giao dịch là nhiều Nếu chúng ta nhìn vào cái nến ngày ra thì trong một ngày giá cả lên xuống rất nhiều Cho nên cũng không có thể nói lên được nhiều tài liệu Như là các bạn thấy được là trong thời gian gần đây nhất thì zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn Thì trong cái thời gian gần đây nhất đó, từ ngày khoảng chừng là ngày 14 tây đi cho đến thời điểm bây giờ để thường zoom vào thì các bạn sẽ thấy được là những điểm nào mà chúng ta thấy có nhiều kho được đưa lên trên sàn Đó là những điểm mà nhiều người muốn chốt lời ở thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được là gần đây ngày 24 tây là các bạn thấy là cái ngọn nến màu đỏ này có sự tăng trưởng Đây là cái mức khoảng trình giá là khoảng 54 000 Và mức kế tiếp mà có nhiều người đưa Bitcoin lên trên sàn Đó chính là cái mức khoảng chừng là 52 600 Và các bạn thấy được là đây là hai cái mức mà chúng ta thấy gần đây Có nhiều người đưa Bitcoin lên trên sàn Và đương nhiên nhiều người cho là Bitcoin đưa lên sàn để mà bán Thì chúng ta phải nhìn vào cái tài liệu liên quan tới những đồng ổn định Đây chỉ là cái số lượng người đưa Bitcoin lên trên sàn mà thôi Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới ở những mức nào mà có nhiều người đưa những đồng định lên trên sàn. Đó chính là những mức mà các bạn thấy được là chúng ta nói về Bitcoin thì gần đây nhất các bạn thấy được chính là mức giá khoảng chừng 52.700 các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này có cái sự tăng lên, có nghĩa là có rất nhiều người nạp đồng định vào ở mức là 58.200 và kế đến nữa là khoảng chừng 54.000. Có nghĩa là các bạn thấy là trong cái tình hình là ở mức 52 và 54 đó, mức mà có hai cái đường mà đỏ này tăng lên đó thì có nhiều người đưa Bitcoin lên sàn để bán nhưng mà cũng cùng cái lúc đó có nhiều người đưa động định lên trên sàn để làm gì nhiều người cho là để mà thu mua cho nên chúng ta mới thấy được là giá giữ chân lại ở mức 54.000 sau đó được giữ lại ở mức là 52.000 và giá tuy là có chạm xuống mức là 50.000 nhưng mà trong thời gian nhanh chóng nó bật ngược trở lên ở cái mức là 53.396 thì điểm làm video này để chúng ta đổi vào cái nên giờ các bạn thấy rõ ràng hơn là cái giá cả Bitcoin sau khi mà chạm khoảng chừng là gần 50 000 đó thì đã đi hàng ngang khoảng chừng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiếng sau đó đã bật trở lên ở cái mức hiện tại. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu kế tiếp đi. Sau đó Thuận sẽ chia sẻ cảm nghĩ chung của Thuận về Bitcoin sau đó chúng ta sẽ nói về Temium thì chúng ta thấy là một trong những điều tuy là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sang nhiều nhưng mà chúng ta không thấy chúng ta không thấy là cái Coinbase Premium tăng lên có nghĩa là cái giá khác biệt ở trên sàn Coinbase và sàn Binance khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này đó thì mỗi lần mà các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này ở bên trên mà tăng mạnh á, thì có nghĩa là chúng ta thấy được là cái giá trên sàn Coinbase Pro mắc hơn là sàn Binance. Cái ví dụ đi, ngày 26 tại ngày hôm nay đã thì có một thời gian ngắn cái số lượng này đã lên tới là 101 điểm nghĩa là cái giá trên sàn Combi Pro, giá Bitcoin cao hơn là giá ở trên sàn Binance là 101 đô thường nó đây là cái dấu hiệu cho thấy được là có nhiều cái lực mua ở trên sàn Coinbase Pro và sàn Coinbase Pro là một sàn mà các bạn cũng đã biết là hỗ trợ rất nhiều những tổ chức đầu tư thu mua như là MicroStrategy như là công ty Tesla như là công ty Mutu chúng ta đã nói tới trong thời gian gần đây nhưng mà cái thời điểm mà trong vòng mấy ngày qua đó chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này trong vòng mấy ngày qua thì phần lớn các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này không ở mức cao có nghĩa là chúng ta không thấy được cái lực mua đến nhiều từ sàn Coinbase Pro Nhưng mà ít ra các bạn cũng thấy là có một số đợt Như là các bạn thấy được đây là cái tài liệu liên quan tới bao nhiêu Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Chúng ta cũng thấy tài liệu tương tự mỗi lần Mà chúng ta thấy được là cái điều mà đỏ này tăng lên đó, Thường là một dẫn chứng cho thấy được là có một tổ chức nào đó Đã mua Bitcoin và đem Bitcoin ra khỏi sàn Coinbase Pro Thì chúng ta thấy được là đây là biểu đồ của nến giờ Thì gần đây nhất Để thường zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn Là gần đây nhất đó là ngày 25 tây là ngày hôm qua các bạn thấy được là chúng ta có cái số lượng bitcoin cũng khá lớn rời khỏi sàn Coinbase Pro ở cái mức nào? Đó chính là 12.300 bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro ở mức là khoảng 52.000 đô. Trước đó nữa các bạn thấy là cái đường màu đỏ này tăng lên là ở cái mức nào? Đó chính là ở cái mức là ngày 23 tây lúc đó là khoảng 14.600 bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro ở mức là khoảng 55.000 đô thì các bạn thấy là ít ra thì ở mức 52.000 đô là cái mức gần đây nhất chúng ta thấy có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Tuy nhiên đây cũng là cái dấu hiệu tốt là có thể là có một tổ chức đầu tư nào đó đã chấp nhận thu mua ở cái mức là 52.000 và trước đó là 54.000 và chúng ta thấy được là cái lực mua bây giờ đó nếu nói đã đến từ Trayscale thì thường um, không nghĩ như vậy tại vì grayscale gần đây các bạn thấy là cũng khá im lặng một phần là tại vì các bạn thấy được là cái chỉ số grayscale premium đó là đang nằm ở cái mức âm có nghĩa là bây giờ các bạn thấy được là cái cổ phần grayscale đó còn rẻ hơn là cái số lượng bitcoin họ lưu trữ cho nên các bạn thấy được là cái đường màu vàng này mới nằm ở trong vùng âm thường Ray scale thu mua rất mạnh khi mà chúng ta thấy là cái đường màu vàng này nằm ở cái dùng là có lãi Có nghĩa là các bạn thấy là thường ở những mức như là tăng 20% hay là 40% Thì những lúc đó chúng ta thấy được Ray scale thu mua rất nhiều Lý do tại sao mà gần đây chúng ta không nghe nói tới thông tin là Grayscale thu mua Tại bây giờ là cái đường màu vàng này đang nằm ở trong cái vùng âm Chúng ta cần phải thấy đường màu vàng này đi vào cái vùng dương và có cái phần lãi suất cao Chúng ta mới thấy là Grayscale tiếp tục thu mua Và đây là một cái lực mua rất lớn Chỉ cần cái đường màu vàng này trở lên Thì các bạn sẽ thấy được chúng ta sẽ có lực mua đến từ công ty Grayscale nhìn vào một tài liệu khác đó chính là liên quan đến cái phần trăm trên lệch giá cả của bitcoin ở trên những cái sàn hàn quốc so sàn quốc tế đó thì các bạn thấy được là đây là thống kê dựa theo crypto khoan thì đường màu đỏ này gần đây đã có cái sự tăng trưởng và tăng trưởng nghĩa là sao tăng trưởng nghĩa là cái giá của Bitcoin ở trên những cái sàn Hàn Quốc đó là trung bình là cao hơn giá quốc tế Các bạn thấy được là ở thời điểm hiện bây giờ là cao hơn khoảng chừng là 8,8% Nhiều bạn nói là có nhiều sàn thì cao khoảng chừng 5%, có nhiều sàn thì cao hơn Đây là cái phần trăm trung bình mà thôi được thống kê bởi Crypto Khoan Thì các bạn thấy được là bây giờ đó thì những sàn Hàn Quốc Bitcoin thì có cái mức giá cao hơn quốc tế nhiều nhiều bạn cho là liên quan tới pháp lý của Hàn Quốc liên quan tới thuế sắp sửa được áp dụng vì một lý do nào đó, giá cả ở trên sàn của Hàn Quốc cao hơn quốc tế, khoảng chừng là 8% trung bình ở thị trường hiện bây giờ. Thì nhiều người có thể cho là liên quan tới những điều thường mới vừa đề cập đến như là thuế và pháp lý, nhưng mà nhiều người lại cho đây là dấu hiệu là chúng ta thấy được là tuy là cái lực mua bây giờ đến từ những tổ chức đầu tư thông qua sàn Coinbase Pro ở Hoa Kỳ, ở châu Mỹ, không nhiều nhưng mà các bạn thấy được là có thể lực mua bây giờ đã đến từ những cá voi những tổ chức từ ở châu á cho nên nhất là liên quan đến những sàn ở hàn quốc cho nên chúng ta mới thấy được là cái phần trăm trên lệnh giá cả của hàn quốc bây giờ là cao hướng tới như vậy đây cũng là điều chúng ta đã thấy xảy ra rất nhiều ở năm 2017 kế tiếp chúng ta nói về thời đào đi thì lực bán bây giờ không phải đến từ thời đào các bạn thấy đây cái đường màu đỏ này bây giờ hầu như là nằm ngay ở cái mức là không hay là thậm chí là dưới số 0 Các bạn thấy là thợ đào đó bán là lúc mà cái chỉ số này là trên con số 2 Thì có hai điều thường muốn chia sẻ với bạn đầu tiên hết liên quan tới thợ đào đó Là những người mà đào Bitcoin bây giờ đó họ gần đây đã bán cái số lượng rất lớn ở cái mức là khoảng 42 ngàn Bán khoảng chừng là gần như là 2 năm mà họ có thể đào được Cho nên bây giờ đó cái nhân khối của thợ đào không còn nhiều Bitcoin nữa Và những Bitcoin được đào gần đây không có dấu hiệu bán Tại vì sao? Tại vì thường nghĩ là họ nghĩ là giá sẽ tăng trưởng Cho nên họ mới ho đồ ở thời điểm hiện bây giờ Mặc dù là chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này là đại diện tốc độ đào Ở trên mạng lưới của Bitcoin Thì đường màu đỏ nó cứ tăng trưởng và tăng trưởng hoài mà thôi Thì đường màu đỏ nó tăng trưởng sau đó khoảng chừng hai tuần thì cái độ khó đào sẽ điều chỉnh theo cái tốc độ đào trên mạng lưới thì các bạn hiểu được cái đường màu đỏ này đã đại diện cho độ khó đào trên mạng lưới bitcoin thì cứ tăng trưởng liên tục từ tháng 5 năm ngoái cho đến thời điểm bây giờ có nghĩa là càng ngày càng tốn kém nhiều tiền hơn nhiều tài nguyên hơn để có thể đào được bitcoin nhưng mà thợ đào lại không có cái dấu hiệu là bán bitcoin hiện bây giờ thường chỉ có thể nghĩ là họ lưu lại để có thể là bán với giá cao hơn tại vì họ nghĩ là giá sẽ tiếp tục tăng trưởng đây là điều mà thường muốn nói với bạn liên quan đến thời đào Tại có một số bạn hỏi thường là có phải thời đào đang bán hiện giờ hay là không Thì không có dấu hiệu là thời đào bán trong cái thời điểm là từ khoảng chừng là đầu tháng 3 cho tới bây giờ Và tất cả những điều này muốn nói là những gì, muốn nói lên được là cho đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy được là tuy là giá cả điều chỉnh nhưng mà chúng ta nhìn vào động tĩnh liên quan đến tình hình của Bitcoin trên những cái sàn liên quan tới cái số Bitcoin nạp vào sau so khi rút ra liên quan đến những tổ chức đầu tư thì tình hình rất là tốt khi chúng ta nhìn vào những cái chỉ số on chain này vẫn cho chúng ta thấy được một cái kết luận là có ai đó đang thu mua Bitcoin tại sao mà giá Bitcoin không tăng trưởng mà lại điều chỉnh thì thông chỉ có thể nghĩ được là bây giờ đó thì cái nguồn cung giảm xuống rất là mạnh nghĩa là càng ngày Bitcoin càng ít đi ở trên những sàn giao dịch nhưng mà cái nguồn cầu trong thì đây cũng giảm xuống cho nên chúng ta mới không thấy giá cả bật lên nhưng mà chỉ cần là cái nguồn cầu trở lại chỉ cần là người ta tỉnh nhất là bây giờ Bitcoin không còn nhiều nữa chỉ cần là có thêm một nhóm người đi vào để mà muốn thu mua số lớn Bitcoin thì giá sẽ bật lên rất là nhanh tại vì bây giờ có thể nói là nếu như cái nguồn cầu trở lại như là trước đây khoảng chừng là một tháng hai tháng thì nhu cầu trở lại như cũ nhưng mà nguồn cung đã mất đi thì giá sẽ tiếp tục tăng trưởng đó là lý do tại sao mà thùng vẫn bullish ở thị hiện bây giờ liên quan tới bitcoin liên quan đến ethereum đi các bạn thấy được là cũng có những tài liệu tương tự các bạn thấy được là cái số lượng ethereum cũng như là bitcoin đó mất đi trên sàn rất là nhanh chóng các bạn thấy được là ethereum bắt đầu mất đi từ tháng 8 năm ngoái và cái đường màu đỏ này liên tục mất đi và thường sẽ không lặp lại tại vì các bạn cũng đã biết là chúng ta biết cái sự tương quan giữa cái nguồn cung và nguồn cầu lúc nào cũng sẽ có một cái thời gian gọi là cái thời gian chi hoãn thì giá Ethereum bây giờ không tăng cũng tương tự như thường mới vì chia sẻ liên quan tới cung và cầu chỉ cần là chúng ta thấy được là cái thời gian xa hơn thì lúc nào các bạn thấy được cái đường màu đen này cũng đi theo xu hướng ngược lại với đường màu đỏ thì khi mà chúng ta nhìn biểu đồ này thường nghĩ là trong vòng 3 tháng nhìn ngược trở lại các bạn sẽ thấy được đường màu đen tiếp tục tăng trưởng nghĩa là giá cả sẽ tiếp tục tăng trưởng Ethereum bây giờ trên sàn thực sự là không còn nhiều một phần là nhiều bạn cũng đã nói là tại vì người ta sử dụng DeFi rất là nhiều cái số lượng Ethereum được sử dụng trong DeFi vẫn rất là cao do một phần nữa đó chính là liên quan tới Ethereum 2.0 staking cái số lượng Ether được stake trong cái giao thức Ether 2.0 này đã càng ngày càng tăng trưởng mạnh cho bạn thấy được chúng ta bây giờ đã có 3,11% của tất cả Ethereum bị lock lại trong Ethereum 2.0 và Ethereum 2.0 đó là các bạn cũng biết là khi lock lại rồi đó là ít nhất là một năm nữa chúng ta mới có thể thấy cái số Ether này được lưu thông Tại vì bây giờ các bạn chỉ thể nạp vào chứ không thể rút ra Ether 2.0 bây giờ chỉ cho các bạn staking mà thôi Chứ các bạn không thể nào mà withdraw được, không thể rút ra được Chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự nhưng mà tính theo cái số lượng Ether đi Bây giờ đã có 3,58 triệu Ethereum bị lóc lại ở trong Ethereum 2.0 Và cũng tương tự khi mà chúng ta nói tới cái phần trăm khác biệt giữa những xe Hàn Quốc với lại sàn quốc tế khi mà nói tới giá Ether thì mình thì được là cái giá khác biệt vẫn trung bình là khoảng 8,8% có nghĩa là cái nhu cầu có được cái premium trên sàn Hàn Quốc bây giờ vẫn cao hơn là sàn quốc tế nhưng cái lý do thằng nghĩ là chúng ta cũng thấy lý do tương tự như là thuận mới vừa đề cập đến khi mà chúng ta nói về cái thông tin liên quan đến cái phần trăm khác biệt giữa cái giá của Bitcoin trên sàn Hàn Quốc với lại cái giá trên quốc tế thì đây là những gì mà thùng muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay như là thường đã chia sẻ tới thì điểm bây giờ thường vẫn chưa có bất cứ một cái lo lắng gì liên quan đến cái đợt tăng trưởng hiện bây giờ cái đợt điều chỉnh chúng ta đang chứng kiến trong thời gian đầu tuần qua cũng chỉ là một cái đợt điều chỉnh rất bình thường ở trong một cái mùa tăng trưởng mà thôi thường chưa có một cái thông tin nào có thể nói là cần nên lo lắng ở thời điểm hiện bây giờ tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và đương nhiên các bạn nào mà chưa theo dõi thuần cấp đồ chuyên như mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là telegram Facebook và Twitter hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia những sàn như là Bybit, LMT, FTX, Binance US một lựa chọn cho những bạn mà sống ở Hoa Kỳ khi mà các bạn muốn giao dịch altcoin hay là Coinbase ứng ừ, dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lãi. Các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn deposit Bitcoin, Ethereum, Litecoin để có thể nhận được lãi hàng tháng và kiếp tục khoan. Các bạn thấy được đây là dịch vụ hỗ trợ biểu đồ, phân tích on chain chúng ta mới vừa xem. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.